con 15, con 15, con 15, con 15, con 2, là 15. Chú kỳ ra, có hết những cái máy kỳ, cô chú kỳ đây có hết những cái máy kỳ ra. Mỗi lần quỳ cố, con 18, con 18, con 18, con 18, con 18. Còn người ta, còn người ta, còn hai người ta. Nhà thì đây là được là xa. Hai người ta, hai người ta, hai người ta, hai người ta. Hai người ta, hai người ta, hai người ta. Cô giúp chị đi mấy thì ta mấy thì ta. Cô giúp chị đây là một tác chiêu phu. Nàng luôn tin tuyến, nàng tự tích. Cô nàng tự tích, cô nàng tự tích, cô nàng tự tích. Cô nàng mời anh tích, nàng mời tích hai người ta, hai người ta. I'm not.
sao rồi mà nhớ nha bạn, nhớ là con bút đầy đủ đặt tay thôi là mình xỉ tại chỗ nè. Ba la
cũng cách đây 10 năm và Phụng làm một cái live show và má là người và ngồi ban ngày với anh Hoài Linh và viết ra cho bà những cái câu dụng cổ cho con. Hôm nay 10 năm con thấy má vô tài và con rất là mừng. Và cũng mong rằng là quý khán giả đã nghe qua má Hồng Nga. Và má Hồng Nga bây giờ đó tiếng hát không bao giờ mà già phai được. Và tiếng hát của má mãi mãi trong lòng tất cả mọi người và ông bà con. Hồng Nga cũng xin cảm động khi Hồng Nga đứng ở chỗ này. Ít có khi nào Hồng Nga được đi hát như vậy lắm. Nên là khi gặp được thì mừng lắm. Mà rung lắm tại vì mình không có quen nó, chưa quen đó. Nên là cũng hơi rung. Nhưng mà tin rằng khán giả cũng vì thương Hồng Nga sẽ tha thứ cho Hồng Nga tất cả những cái khuyết điểm. Vậy mong quý vị tha thứ cho Hồng Nga không? Chắc chắn rồi. Hồng Nga xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả anh em chị em nhạc công rồi tất cả mọi người ở đây. Xin cho cô được nói một lời tạm biệt. Để về rồi còn phải ngày mai cô phải đi hát nữa. Thành ra cô sợ. Rồi cho nên là bây giờ thì hết rồi. Đó, chào đất ơi, bây giờ thì là cái câu cuối cùng của tôi được nói với bà con. Thì xin bà con hãy thương tôi, bây giờ cũng lớn rồi, hát nó chắc nó cũng yếu hơn hồi đó nữa. Không biết là nó có yếu quá không, thì nếu mà yếu quá thì chắc nghỉ đi chứ đâu chứ làm gì. Không có yếu đâu, học phải không bà con? Thành ra là đối với Hồng Nga thì lúc nào là Hồng Nga cũng thích hát lắm. Hát dù dở, dù hay, dù gì cũng hát hết trơn á. Gì đó ca, cái gì cũng ca hết trơn. Hãy nằm mà ca, ngồi ca, nằm ca, ngồi ca cứ vậy đó. Cho nên là bây giờ thì nó đã vô máu, vô xương mình rồi. Cho nên là bây giờ Hồng Nga cũng xin tạm biệt. Để xin cảm ơn tất cả bà con, cô bác ở đây. Khi nào mà thấy có tôi ở đâu mà quý vị đến coi thì nhớ ủng hộ cho tôi nha. Cho chàng vỗ tay lớn hơn quý vị. Tại vì dạ vì thật ra mà nói thì cái tràng pháo tê này thì tài pháo tê này trời đất ơi nói mình vậy hai lần đó chứ chưa. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi ha. Dạ. Khán giả thương má lắm, má yên tâm nha. Và một tràng vỗ tay nữa cho nghệ sĩ Hồng Nga. Mai dùng nha má. Má dùng con ạ. Thật sự rất là xúc động quý vị. Một nghệ sĩ gạo cội mà tuổi lớn tuổi mình. Yeah.
hơn nè. 1, 2, 3, 4. Ok. Con Oh.
công ty truyền thông giải trí Cao Trường Thịnh Media. Chuyên sản xuất MV ca nhạc, họp báo, truyền thông, giải trí, quảng cáo thương hiệu cá nhân, công ty. Sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các tiết mục, bài hát, trích đoạn, bút xô nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm múa. Tổ chức sự kiện, chương trình, vở tuồng sân khấu. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 0906 865 503 0906 865 503.